xin lỗi, tôi muốn kiếm anh Hiền. À, anh Hiền chưa về. Chưa về tới hả? Anh đã hẹn với tôi rồi mà. Xin lỗi, làm sao mà kiếm được anh hả? Đứng lại! Liên! 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 Bỏ xuống! Liên! Tôi chụp phá đây! Không có. Không có hả? Đứng đây! À, có. Lẹ lên! Nè! Đứng dậy! Liên! 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 Đứng lên! Bỏ xuống! Quỳ xuống! Đứng rồi. Đi. Đi. Cảnh sát kia. Cảnh sát. Chạy lên. Mau chạy. Chạy lên. Nhớ lên. Các người ở trong ngoài này. Các người đã bị cảnh sát bao giờ hết rồi. Tập trung vào vũ khí xuống. Chúng ta xông ra. Đi. Đừng làm vậy. Đánh cướp nhiều lắm rồi. Tù mấy năm thôi. Mày biết không hả? Nếu mà chúng ta tái chết cảnh sát để được giam kinh đó. Chúng tôi chịu đều hàng. Chúng ta giam được. Đi lên. Đi lên. Đi lên. Anh Trương. Hả? Tới giờ mấy thằng này về trước. Anh với mấy anh em lên trận đi. Yes sir. Hả? Có bao nhiêu người hả? Lúc mà tới đánh cướp là mấy giờ? Đi dần ngày nào hả? Con nhớ kỹ đi. Không biết nữa. Không nhớ rõ nữa. Lúc mấy giờ con nhớ không? Bao nhiêu người? Nhiều hột xoàn như vậy, tại sao chiếc viên của anh có chìa khóa? Tại vì tôi tin cậy họ. Hơn nữa số hột xoàn đó, hôm nay chúng ta phải giao cho khách. Bọn cướp sao biết hay vậy? Họ đương nhiên là có cách của họ. Sếp à, tại sao cảnh sát mấy anh lại biết được mau như vậy và kịp thời tới đây bắt hết họ vậy? Xin lỗi, tại vì đây là bí mật của cảnh sát tôi, không thể nói cho anh biết. Nói tóm lại lần này cảm ơn cảnh sát nhiều. Nếu không, cho dù công ty bảo hiểm chịu bồi thường cho tôi, cũng đâu có hàng giao cho khách. Cái này là trách nhiệm của chúng tôi. Thầy Trương à, có điện thoại. Dùng điện thoại của tôi đi. Cảm ơn. Alo, phải, tôi đây. Cái gì? Dạ, yes sir. Anh Hiền à. Có chuyện gì? Tôi vừa mới nhận được tin của bọn cướp ở trong sở cảnh sát lấy lời khai. Họ nói anh là người chủ mưu kế hoạch đánh cướp lần này. Tại sao vậy? Mời anh theo tôi về giúp đỡ sự điều tra. Bây giờ không nhất định anh phải nói, nhưng mà lời nói của anh sau này chúng tôi sẽ lên trình tòa. Cao Hiên à. Ê, hợp tác với cảnh sát là trách nhiệm của dân chúng. Tôi theo thầy Trương về lấy lời khai cũng được. Gọi điện thoại cho luật sư đi. Đi điệp cho thầy Trương. Được rồi, cảm ơn. Lên rồi, ở đây nè. Ronald, có gì không hả? Hồi nãy anh có khai gì không hả? Đương nhiên là không có. Vậy được. Thì tới đây bảo lãnh đương sự của tôi. Được. Được, anh đi được rồi. Chúng mình gì? Thầy Trương à, tôi đi về nhé. Cho thêm anh em đi theo dõi nó. Yes sir. Tôi có quay qua hồ sơ của nó rồi. Nó có liên quan nhiều vụ lúc trước. Chứ rằng lúc đó không có bằng chứng. Lần này chắc nó trốn không được nữa đâu. Tại vì đồng lão của nó chỉ chứng cho nó. Nói tóm lại là đừng có sơ ý. Yes sir. Cho tôi hai liên rồi. Vụ này cho luật sư thấy sao? Còn bó tay thiệt đó. Bốn người đánh cướp có ba người chỉ trích anh là chủ mưu. Tôi nghĩ chắc thắng lâu lắm. Thật sự không có cách nào thắng án sao? Trước khi họ chịu số lời khai, nếu không tôi chỉ có cách là cố gắng làm việc thôi. Cao Hiền. Ừ. Chào luật sư. Cảm ơn. Cherry, cảm ơn nhiều. Cảm ơn.
Ronald à? Hả? Anh suy nghĩ coi đi. Thank you. Bye bye, cảm ơn. Chúng thằng Hành. Anh Hiền kiếm được anh rồi. Anh Hiền. Sao rồi? Nói được mấy thằng phản nghịch kia kêu họ sửa lại lời khai chưa? Anh Hiền à, chuyện này lớn lắm đó. Bây giờ đương nhiên là chuyện lớn rồi. Bây giờ bị họ thưa đó. Tôi không phải nói chuyện này. Hồi nãy tôi đi về công trường định kiếm luôn các anh em khác tới nhà thằng Thọ, kiếm người nhà của nó. Nhưng mà tụi nó hình như muốn làm phản đó. Chắc là mày nói chuyện lớn tiếng với họ chứ vậy. Giờ họ ở đâu? Kêu họ tới nói chuyện với tao. Chuyện này cũng là tụi nó có anh Hiền mà. Bây giờ họ nói anh là thằng phản nghịch đó. Nói anh hại tránh lục. Tụi thằng Thọ làm như vậy à? Mục đích là tao thù tránh lục đó. Ai bẻ chuyện này ra? Ai bẻ chuyện này ra hả? Tôi cũng không biết. Bây giờ coi thằng Hà như là đại ca của họ vậy đó. Là nó hả? Giờ gọi điện thoại tới cảnh sát cho cảnh sát biết họ ở đâu. Cùng lắm là trước cả đám. Mau lên. Nói đi. Bây giờ tôi không biết họ ở đâu. Tụi nó không ở trong công trường. Mà thằng kia cũng không chịu nói nó ở đâu. Đi ra đi. Ra đi. Đi ra cho tao. Alo. Lúc này sao hả? Thậm chí hả? Sao hả? Mất đi 20 mấy triệu vàng tới đâu không? Nhưng mà mày không cần phải sợ. Nhưng mà mày không cần sợ. Mày có thể cướp lại tiệm của mày, bắt công ty bảo hiểm bồi thường. Tiếc rằng, rất tiếc rằng ba của tao bị mày làm ông tức chết. Nếu như không, mày có thể làm thêm một lần nữa. Mày năn nỉ ổng, kêu ông ra gánh tội cho mày. Thì ra tất cả mọi việc đều do mày làm. Tao tưởng mày đã biết rồi chứ. Đồ lăng hiền, tao nói cho mày biết, nếu mà bắt mày chết ở Hồng Kông, mày chết thêm mấy lần nữa cũng chưa đủ đền. Mày muốn gì đây? Không, tao gọi điện thoại nhắc nhở mày thôi. Bây giờ mày đi chơi cho đã đi. Nếu như không may mốc mày ở tù, muốn có người tới thăm mày cũng khó lắm đó. Mày cũng biết mày không có bạn nào nữa. Thậm chí hào, mày coi chừng tao. Coi chừng cái gì hả? Ê, tao bị ở tù, mày cũng không thể được yên đâu. Ai đó? Tự nhiên là tôi. Chờ một lát. Vô đi. Cậu Hiền, sao rồi? Tôi đã điều tra rồi. Ngày nào nó cũng tới mộ của vợ nó đứng một lát. Sau khi nghỉ việc khoảng chừng 5 giờ. Mày hay lắm.
Một lát tao sẽ đưa mày về trời. Đã cấp mấy ngày rồi, sao không thấy thằng Hiền làm cái gì vậy hả? Mày yên tâm, chắc chắn nó sẽ ra tay. Em nghĩ anh phải nên cẩn thận đó. Nó tới kiếm tao thì tốt nhất nữa. Thiệt là tốt. Alo. Phải. Vậy đi nha. Ừ. Không bao lâu nữa là thằng Hiền sẽ tới kiếm tàu nữa. Thằng Hà gọi điện thoại cho anh biết hả? Nếu một lát ta không có điện thoại về, mày làm theo kế hoạch sắp sẵn đi nha. Anh Hào, anh thấy lòng dạy nguy hiểm lắm. Lòng à? Không lẽ bây giờ tao sợ nó sao hả? Nếu mà nó báo chết tao, nó sẽ ở tù rục xương đó biết chưa. Anh Hào à, hay là vậy đi. Một lát chúng ta, nếu mà lần này tao không được may mắn, mày hãy săn sóc người nhà cho tao nha. Còn thằng con của tao nữa. Chuyện này để chị Khanh làm được rồi. Cần gì má phải nấu 2-3 lần như vậy? Con ăn nhiều đồ bổ mới được đó. Má làm mệt đâu có sao. Nếu mà sức khỏe của con là đầy đủ thì má thấy yên tâm rồi. Nè, ăn đi con. Một người đàn ông tên Đỗ Lãng Hiền, chị hôm qua dùng súng bắn vào một thương gia châu báu tên Hào. Bây giờ cảnh sát cho người này là nhân vật nguy hiểm. Nếu có ai biết tin của người này, lập tức liên lạc với cảnh sát. Người lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình. Má, con ra ngoài một chút. Con à, con phải cẩn thận đó. Dạ, nha. Thằng đó không phải là người đâu. Con ra ngoài một chút. Anh Hào à, thực ra lần này nó nguy hiểm lắm đó. May là bây giờ không có gì hết. Nếu mà có chuyện, cùng lắm là một mạng đây một mạng, cũng đáng lắm. Thật ra anh nhất định muốn làm như vậy, em không biết nói sao. Nếu mà bị thứ người như vậy giết cháy thì ổn lắm đó. Thiệt là ổn lắm đó. Anh Hào à, đối phó với thứ người như vậy, dạ em nói cho tôi biết được rồi, cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ. Tôi không phải muốn lấy mạng của nó,
Tôi muốn làm cho nó ôm, còn không có chỗ đứng. Chẳng những là như vậy, bây giờ nó không dám lộ diện nữa đó. Anh Hà, tôi muốn làm cho Đỗ Lan Hiền không thể nào trốn đi chỗ khác được. Anh Hà, anh yên tâm đi. Chừng nào nó lộ diện, tôi lập tức biết ngay. Tại vì anh em của chúng tôi cũng muốn trả thù cho anh Lục lắm. Gia pháp hay luật pháp gì tôi không rõ mấy. Nói tóm lại, nó ở tù tôi cũng thấy vui, nó trôi xác ở biển cả tôi cũng thấy vui. Cái thằng này nó chết chắc rồi, nhưng mà coi nó chết bằng cách nào. Anh Hà, uống thêm một ly nữa đi. Tôi nghĩ từ nay chúng ta sẽ không có cơ hội ngồi chung như vậy nữa. Tôi biết anh Hào à, tại vì anh là người buôn bán đàng hoàng, thật ra không nên liên lạc với những người như chúng tôi vậy. Nói tóm lại lần này tôi rất cảm ơn anh. Anh đừng có khách sáo. Năng lên, năng lên. Chưa về hả? Tôi cố ý cho anh về đây. Tôi biết bây giờ anh đắc ý lắm chứ gì, phải không hả? Tôi đâu có làm chuyện gì. Mẫn cho rằng tôi làm sai chuyện gì hả? Anh đương nhiên cho rằng anh làm đúng rồi. Hôm nay vui thiệt. Đã lâu lắm không vui như vậy rồi. Cô đừng có khuyên tôi nữa có được không hả? Anh muốn làm đại anh hùng, không sợ bị giết chết. Tôi biết bây giờ thằng Hiền thêm hai tội, có ý mưu sát và tập kích cảnh sát. Nhưng mà vậy thì sao? Nếu mà hồi nãy anh bị thằng Hiền bắn chết, cái dạng cũng không còn nữa. Chết thì chết thôi. Nếu nó không muốn làm thì đâu có ai ép buộc nó. Nó là tội phạm, nó giết người đâu phải là tôi ép nó hả? Bây giờ tôi muốn nó tái diễn những chuyện xấu của nó lúc trước, được không hả? Được không? Ê, hai người cãi nhau cái chuyện gì chứ? Khuya rồi tôi về trước. Mẫn à, Hào à, con đưa cháu Mẫn về. Không đi. Cần đâu. Bây giờ tôi nói sao cũng vậy thôi. Hãy làm ơn về phòng coi thử cái mặt anh kìa. Bây giờ chẳng khác là thằng Hiền đó. Mẫn. Hào à, tại sao con làm cháu Mẫn giận dữ như vậy chứ? Không có gì. Chuyện gì chứ anh à, tại sao cháu Mẫn chửi con vậy? Con nói con làm như vậy nói đã với thằng Hiền hơi quá đáng. Cô không biết con có làm sao cái gì hay không. Đối với thứ người khốn nạn như nó, cần gì phải nói nhân nghĩa đạo đức chứ. Nói tóm lại là bây giờ chưa bắt được nó thì con cần phải đề phòng đó, biết chưa hả? Nè nè nè, ba thường nói với con là người trọng nghĩa cũng tốt bụng lắm. Tốt bụng tức là con người nhẹ dạ, nếu mà làm chút chuyện có lỗi với người khác là con thấy không thể yên lòng, phải không? Nhưng mà con có nghĩ lại cái thằng khốn nạn kia nó làm sao hại con không? Nó ngu thì nó ráng chịu, bây giờ để cho nó trốn đi mất mới gì con chứ hả? Con có biết không, bà nói cho con làm như vậy trừ hại cho xã hội thôi. Cần gì phải lo như vậy, cần gì phải thấy bất yên. Nè, ra ngồi uống rượu đi. Đừng ba. Hả? Uống nhiều rồi.
Thôi được rồi, nghỉ đi. Sao hả? Kiếm được đường chưa? Hả? Anh có biết không? Bây giờ thằng Hà đưa ra 100 ngàn để mua đất anh đó. Tâm Chí Hậu, mày làm trái tình như vậy. Cao Hiền này, mấy thương gia nghe được tên của anh, họ đều lắc đầu lia lịa đó. Tức là không thể trốn được à? Chuyện này chưa chắc. Tính đời có tiền á thì cái gì cũng xong. Này, bây giờ tôi kiếm được một chiếc tàu cho anh, đưa anh qua Đài Loan trong một thời gian, nhưng mà hơi đắt, 150 ngàn lần, phải đưa tiền mặt nữa đó. Không biết anh có hay không, nhưng mà tôi đã hứa đại với họ. Không đủ tiền mà, không lẽ họ không lấy hột xoàn sao? Mày. Lũ cả tụi bay cũng muốn lấy tiền của tao. Đỗ Lãng Hiện. Hào, cháu nói cho dì biết, có phải thằng Hiền thật sự đã chết rồi không? Bây giờ cảnh sát cũng không thể chứng thực được xác chết đó là ai. Không phải nó đâu, còn ai nữa. Cảnh sát đã kiếm được chiếc nhẫn của nó rồi. Chưa chắc đâu. Không chừng nó đã trốn ở đâu rồi. Nói cho cùng, thằng Hiền cũng binh không được. Dì không nghĩ tới nó nữa đâu. Nhưng mà dì nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Phải, cháu và nó cũng chơi thân từ nhỏ tới lớn. Dì từng tới xe phá này đi. Anh Phó đây. Xin lỗi các dì. Ông Hào cũng tới, giờ đủ người rồi. Trước tiên tôi xin giới thiệu một người, đó là Eber Wong. Lúc trước ông đó làm tổng quản lý, cũng là giám đốc của một khách sạn ở bên Mỹ đó. Ngoài ra lúc trước ông còn phục vụ tại khách sạn ở Hawaii. Lý lịch của ông đã có trên tài liệu của các vị rồi, các vị có thể coi lại. Cứ coi lại đi. Giới thiệu xong rồi,
Tôi định thêm vào một điểm ở trong nghị trình hôm nay, là thông qua cho giám đốc hiện tại Sa Cốc Khải Mẫn quyền quyền cho Ebert Wong xử lý nghiệp vụ và toàn quyền xử lý tất cả mọi việc của Hoàng Thất. Chị Mẫn à, tại sao chuyện này đột nhiên quá vậy hả? Phải, thành thật xin lỗi. Có nguyên nhân đặc biệt gì không? Là chuyện cá nhân. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, hội nghị hôm nay có thể chấm dứt tại đây. Cảm ơn các chị. Ê bà là, từ nay khách sạn Hoàng Thất phải nhờ vào ông đó. Chị gì là khách sáo, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúc mừng ông làm việc vui vẻ. Cảm ơn. Mừng à. Tại sao đột nhiên tôi chức vậy? Tôi mệt lắm. Sức khỏe không được tốt hả? Không phải. Bác sĩ nói gần đây bệnh của tôi cũng không có gì trở nặng. Sao đột nhiên lại từ chức? Từ chức ở trong khách sạn vậy? Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ cùng với má tôi di dân qua Thụy Sĩ. Mẫn à, bố Mẫn còn giận tôi đối đãi với thằng Hiền như vậy hả? Con người chúng ta xử sự đều có mục tiêu khác nhau, tại sao tôi giận anh được? Tại sao phải rời khỏi anh? Vì đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện không được vui, nên tôi không muốn ở đây, không muốn nhớ tới mấy cái chuyện đó nữa. Nếu mà Mẫn ở lại Hồng Kông sẽ có tôi săn sóc Mẫn. Phải. Không chừng tôi đột nhiên ngồi máy bay tôi trở về đây làm phiền mấy người nữa đó. Nếu Mẫn đã quyết định rồi, tôi không biết nói gì hơn. Mẫn phải tự mình bảo trọng. Anh cũng vậy, săn sóc cho đứa con của mình. Anh là ba của nó, bao nhiêu người khác cũng không thể thay thế được anh đâu. Anh biết. Anh biết. Thiệt là bớt mình. Chuyện gì hả ba? Sáng sớm có ai chọc ba vậy? Thì em gái của mày đó, còn ai nữa? Ta định xuống dưới đường mua tờ báo rồi đi uống trà. Ai ngờ làm ta tức đến nỗi không muốn uống trà nữa. Cái gì? Nữ minh tinh Triệu Tử Phụng đi qua bên Nhật mướn người quản lý, sẽ trở về ngành điện ảnh với hình tượng mới. Mày nói đi. Nó đâu phải là chưa bị qua. Bị qua một lần nặng như vậy rồi còn chưa sợ. Nó muốn làm như vậy thì kệ nó đi. Kệ hả? Tao là ba của nó đó. Tao muốn biết tin của nó nên tao phải đọc báo. Vậy có phải là hoang đường không hả? Nếu biết trước là nó như vậy rồi, tao liền nó ra ngoài đường còn sướng hơn. Sớm như vậy hay kiếm vậy hả? Anh hai. Ê Phụng, sao sớm quá vậy? Dạ. Hôm nay em đi qua Nhật Bản cho nên tới đây từ giả anh và ba. Cảm ơn mày nhiều lắm đó. Này, vào ngồi đi. Ba. Không phải là ba muốn nói con nha. Con làm con tỉnh dậy đi, đừng có nằm mơ làm minh tinh nữa. Ba, con biết ba giận con lắm, nhưng đường này do chính con chọn, con sẽ tự chịu trách nhiệm. Mày đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi, mày còn trách ai nữa hả? Mày gái thằng chồng như vậy tưởng là tốt lắm hả? Còn giấu với ba nữa, thiệt là. Hai ba à, còn nhắc đến chuyện này làm gì nữa, chuyện này đã qua rồi mà. Vậy sao? Con à, cha có hy vọng con cho ba được hưởng phước. Nói tóm lại là đừng làm cho mất mặt gia đình thì được rồi. Ba, con biết lúc trước con đã làm nhiều chuyện không đúng. Con xin lỗi ba, con đi nha. Ê Phụng con. Ba. Bây giờ ba nhắc nhở con, từ nay con phải cố gắng làm người. Ba còn muốn thấy con có chuyện gì nữa nha.
Ủa anh Long, anh đi ngang qua đây luôn tiện đưa em về nhà. Thôi khỏi, em còn nhiều việc phải làm. Em còn muốn sống ở ngoài bao lâu nữa hả? Cho tới chừng nào rồi em đủ tiền em sẽ mua nhà đó. Nói thiệt với em đó. Tôi cũng đâu có nói chơi với anh. Thật ra em không chịu, anh cũng không có cách nào. Nhưng mà chúng ta cũng có đứa con, em phải tính cho nó chứ. Anh Long, đừng có ép tôi nữa. Tôi thấy bây giờ chúng ta đâu có gì, chúng ta có thể thường gặp mặt và làm một người bạn tốt. Anh cho thêm tôi thời gian đi. À đúng rồi, ngày mai có mình nghỉ học, em có rảnh không? Ơi, cháu thức dậy sớm vậy? Chào ông nội. Nè, hồi nãy nội xuống dưới đường mua cháo về dành cho quẩy lên cho cháu ăn đó. Có kìa. Dạ rồi à, cháu không ăn đâu. Không ăn, tại sao vậy? Dạ, con hứa dặn nó đi ăn phù phí đó. Ăn phù phí, ăn đồ nguội không tốt đâu. Không sao đâu mà, lâu lâu một lần thôi. Vậy mua cháo rồi thì sao? Cháu đi dành ăn khuya đi, có mã xong chưa ạ? Đi qua đây con. Con đâu có gì để ăn khuya chứ, đêm nào cũng đi tới khuya mới về. Đâu có phải, tại vì lúc này công ty có nhiều việc làm thôi. Bà nói thiệt với con, nhà nếu con muốn thì phải lấy vợ đàng hoàng một chút, đừng có làm ra nhiều chuyện nữa nghe, biết chưa hả? Ừ, được rồi. Tới giờ chúng ta đi. Bye bye ông nào đi. Bye bye ông nào. Bye bye. Về sớm nha, biết chưa hả? Bye bye. Được rồi. Má con có đi không hả? Đừng có nói mà. Ê dạ, rượt má đi con. Lại đi mà, lại đi. Bắt đi. Lưng à, qua đây con. Má chơi gì mà mồ hôi chảy tùm lum vậy? Con làm bài xong chưa? Xong rồi. Ngoan lắm, một lát nữa má dẫn con đi ăn phù phí nha. Dạ. Ba có đi chung không hả? Đi tới xa không? Lâu. Ba. Mày còn dẫn con của mày gặp nó hả? Người đàn bà này con thích nó cái gì chứ? Ba, nơi đây công cộng mà. Nói ra con thì sao? Mày gãi vào gia đình của chúng tôi cũng đã sinh con rồi, lại bỏ đi không nói tiếng nào hết. Mày ở ngoài làm chuyện bậy bạ tao cũng không cần biết tới. Nhưng mà tao hy vọng mày đừng có dính với con của tao. Gia đình của tao không có người nào mà như vậy. Mày làm gì chứ hả? Sao? Tại sao ba? Lâu. Chào, qua đây. Là vậy đó, nói được là nói. Em dặn ông làm gì chứ? Tôi phải giữ mà tuyên bản thân tôi. Sao à? Long, đừng tới kiếm tôi nữa. Đừng làm vậy được không? Em đừng làm vậy được không? Tại vì em có lỗi, em không muốn liên lụy anh nữa. Càng không muốn làm cho hai cha con anh mất cảm tình. Chuyện gì cũng không cần thiết. Anh chỉ biết bây giờ anh chẳng yêu em. Anh vẫn yêu em.
Chị à, ăn nhiều một chút điểm tâm đi. Qua tới bên đó điểm tâm không ngon mà ở đây đâu. Thật không biết cháu Mận tính sao. Bây giờ nó đã lớn rồi, dù sao cũng phải sống theo nó. Ừ. Nói với thằng Hầu hình như là hai người không hợp nhau mấy á. Chuyện này cũng tại thằng Hiền thôi, đâu phải thằng Hầu chứ. Hay à, một lát cháu Mận vào tới anh đừng có nhắc nữa. Wow, biết họ thiệt là ngoan. À, nó có khóc không hả? Không có, không có. À, cho nó xuống đây ngủ đi, tới giờ ngủ rồi đó. Dạ. Ồ, ngoan nghe cha hả? À. Chúng ta đi về. Mình cũng đi về đi nha. Ờ, à, được. À, bây giờ cũng còn sớm. À, hay là thăm dì Phương đi. À, đúng rồi, dì lâu lắm không thấy mặt chị rồi. À, vậy tính tiền ha. À. Dạ chưa. Má, con chưa chết. Má. Má làm gì đó? Má làm gì đó? Làm gì đó? Tôi phải báo cảnh sát bắt mày. Mày đi khỏi đây ngay. Đừng. Má đừng gọi điện thoại. Má đừng gọi điện thoại. Buông tay ra. Buông tay ra. Đừng gọi điện thoại mà. Đừng gọi. Đừng gọi. Đừng gọi điện thoại. Không được, tôi phải cho thằng Hào biết trước. Không nhận ra mày hả? Mày biến thành chó tao cũng nhận ra mày đó. Tao già kia, mày im nha. Mày muốn gì hả? Đưa đứa bé cho tao. Đưa đứa bé cho tao, đứa con tôi bắn chết nó ngay. Đứa cháu của tôi, không được. Không được đâu, không thể đưa cho mày. Không thể đưa cho mày được. Thằng già kia, muốn tao bắn chết nó phải không? Mày đừng có đụng thằng cháu của tao nha. Không thể kia, mày im nha. Mày muốn tao tạo một viên kẹo cho mày phải không? Mày muốn gì hả? Mày đừng làm gì đứa bé, chuyện gì tao cũng chưa hứa hết. Im miệng. Sợ hả? 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 Hiền, đứa bé này không có làm gì hết. Mày có phải là người hay không? Chuyện nào mày mới sửa đổi. Má đừng có giảng đạo với con nữa. Tôi nhớ rồi, bà không nhận tôi làm con, tôi cũng không nhận bà làm mẹ. Anh muốn làm gì thì làm đi hả? Đưa thằng nhỏ cho tao. Đưa thằng nhỏ cho tao. Không được. Đưa thằng nhỏ cho tao. Tao cho tụi mày biết, cái súng này có 6 viên đạn. Tất cả tụi mày có 5 người. Tao bắn một người một viên, còn một viên ở trong đó. Mày đừng có làm bậy nha. Không được đâu. Đưa thằng nhỏ cho tao. Thằng nhỏ cho tao. Dừng ra. Nó là đứa bé nhỏ thôi. Mày cẩn thận đó. Thiệt là con của thằng Hào hả? Hả? Dễ thương lắm ha. Ê, một lát đưa em đi gặp má của em nha. Hả? Mày, qua đây. À, đừng, đừng có làm gì con gái tôi. Tôi kêu đứng qua đây. Gọi điện thoại cho thằng Hào. Gọi điện thoại cho thằng Hào. Mau đi, mau gọi cho nó đi. Gọi đi. Gọi đi. Gọi đi. Gọi đi. Khoan đã. Nếu mà dở trò gì, đứa bé sẽ bị chết tại chỗ. Biết chưa?
Alo. Alo, anh Hào có đây không? Anh Hào đi vắng rồi, xin hỏi ai chứ anh? Anh đi vắng rồi. Dù bằng mọi cách cũng phải kiếm thằng Thậm Chí Hào tới đây. Alo, tôi là Góc Khải Mẫn. Anh Hào có nói đi đâu không hả? Anh Hào đi coi tiệm, hay là cô gọi thử điện thoại xách tay của anh đi. Ờ, vậy được. Nhưng mà nếu anh về tới, kêu anh đừng có đi đâu hết, phải chờ điện thoại của tôi. Ờ, được rồi, bye bye. Bây giờ tôi gọi điện thoại xách tay của anh. Anh tắt điện thoại rồi. Tao không còn biết. Đúng 6 giờ chiều tao cũng thấy Thậm Chí Hào. Thằng nhỏ này sẽ bị tao bắn nhân hào. Ê, đừng có làm gì. Mày, mày có giết thì mày giết chết tao đi. Đứa bé này là cháu của bác Cần. Mày không thể giết tao. Hôm nay tôi nhất định phải tính xong nợ cũ với thằng Hào. Đứa bé đói bụng rồi đó. Đúng rồi. Cậu đưa tôi, tôi cho nó bú sữa. Đúng rồi, đưa nó cho tôi đi. Đưa cho tôi đi. Nè, lấy đi, lấy đi. Đừng có không. Ê, đừng. Cho nó bú hả? Hả? Nếu tao không thấy thằng Hào, thằng nhỏ này sẽ bị chết chắc luôn. Thằng già kia. Ngoan nha. Ngoan nha. Anh Hào, tìm này anh thấy có vẻ hơi lớn không hả? Buôn bán mà, lớn làm theo lớn, nhỏ làm theo nhỏ. Phước Lâm của chúng ta trải qua nhiều sóng gió như vậy, bây giờ đúng lúc phải làm lớn ra. Nếu mà anh tự tin như vậy rất là tốt đó. Mày còn nhớ không? Lúc mà tụi mình mặc nhất cũng là bưu điên này, chùa kiến, chùa đất và rửa cầu tiêu. Tôi hy vọng là nếu mà chúng ta có cơ hội ngồi trong này thì rất tốt. Bây giờ ngồi được rồi, cũng là một ngày hai bữa cơm thôi. Anh nói đúng, nhưng mà hai bữa cơm này khác với hai bữa cơm kia, một trong một việc đó. Vậy cũng đúng. Mình đi nha. Ừ. Cái tiệm hồi nãy tao thấy dữ lắm đó. Hơi lớn đó, em thấy hơi lớn chút đó. Còn nó không lớn hả? Chuyện gì? Ông Hào điện thoại. Cảm ơn. Alo. Alo, anh Hào hả? Phải, kiếm tôi gấp như vậy có chuyện gì hả? Bây giờ chúng tôi đều ở nhà của bà Phương đó. Vậy hả? Không phải đâu, anh Niệm bắt Văn Hảo rồi. Chỉ